Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể tạo được một mẫu logo thật là đơn giản nhưng mà rất là nhanh. Đầu tiên là các bạn hãy sử dụng cho mình cái đường line, nhớ nhé, chúng ta phải sử dụng một stroke. Sau đó các bạn giữ shift, chúng ta kẻ một cái đường thẳng. Ở đây muốn sử dụng công cụ này thì các bạn hãy sử dụng cái lệnh line segment tool, phím tắt là gạch chéo đó các bạn. Các bạn hãy vào cho mình cái phần Effect này, Distort and Transform. Và cái phần Transform cho mình thì các bạn hãy click vào Preview lên. Ở đây thì cái phần Horizontal có nghĩa là bề ngang thì các bạn hãy là để cho mình là 5mm này. Và ở đây mình sẽ copy ra làm khoảng 20 nhé. Ấn OK. Sau đó các bạn vào Object này, Expand, để chúng ta sẽ chuyển từ những cái đường line thành những cái đường line riêng lẻ. Vừa nãy là nó thành một mảng nha các bạn nhé. Các bạn bắt buộc phải expand nó ra. Vào cho mình cái lệnh Rotate Tool, các bạn kích đúp vào đây để cho mình là 90 độ nhé. Preview lên, copy. Mình sẽ chọn toàn bộ đường line để là 0.1. Sau đó là cái màu foreground mình sẽ chuyển sang một cái màu tím một chút. Rồi các bạn chọn cả hai cái phần đường line này, cả dọc và ngang tất cả, rồi các bạn kích đúp cho mình vào cái lệnh rotate. Ở đây mình sẽ quay là 45 độ, ấn OK. Đến đây thì các bạn chọn cho mình vào cái phần tool là shape build tool, phím tắt là shift M, và bắt đầu chúng ta sẽ kéo những cái phần ô vuông để tạo thành một cái shape. Mình sẽ tạo một cái shape là hình người đang chạy, đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy 3 ô này. Sau đó là tiếp tục này, đây sẽ là 3 ô này, 3 ô này. Đây là cái phần chân sau này, chân chạy phía trước này. Bắt đầu lên đến cái phần tay nhé các bạn nhé. Và sau khi mà các bạn đã chọn được cái phần hình mà các bạn muốn rồi thì các bạn hãy nháy phải ungroup này, nháy phải ungroup. Sau đó là ấn phím shift để chúng ta bỏ chọn những cái phần mảng màu đi, ấn delete rồi. Và cái phần còn lại của chúng ta là chúng ta đã lấy được cái phần mà chúng ta muốn rồi. Và nội dung của mình cũng chỉ đến như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nhé. Tạm biệt.